Rồi, xin chào quý vị các bạn trở lại với kênh Biên Hòa City nha. Thì giờ Vũ đang đi lên tầng thứ 3 của Vincom Plaza Biên Hòa. Thì Vũ sẽ đi lên trên này để quay cho quý vị các bạn xem ở trên tầng này có cái gì thú vị không nha. Thì ở trên tầng thứ 3 này đa số là ăn uống quý vị ha. Đấy, đây là cửa hàng lẩu băng truyền Kichi ha. Đó, thì trong này là một quán ăn lẩu và nó có cái băng truyền, đồ ăn nó chạy bên trên, chúng ta sẽ lấy ra ăn. Nó là giống như dạng một quán buffet. Còn bên này là quán thịt nướng Hàn Quốc quý vị, Goshi Hao. Các bạn nó sáng quá, nó làm tươi thui rồi. Đây, các quán ăn Hàn Quốc này đủ với các loại luôn, có giá luôn nè quý vị, rất là nhiều món, đủ các loại giá luôn. Đấy, Goshi. Rồi mình sẽ đi tiếp nha quý vị. Quán thịt nướng ha. Đấy, mọi người đang ăn trong đây. Cái quán này ngày cuối tuần rất là đông luôn quý vị. Rất là đông luôn. Quý vị có thể thấy là người ta đã vào trong quán và ngồi kín luôn rồi ha. Đây là quán kem. Đây là quán kem. Người vào đây ăn kem. Đó thì ngày cuối tuần ngày chủ nhật, mọi người thường dẫn gia đình vào trong này đi chơi, đi dạo trong này, rồi mua sắm cũng như là ăn uống trong này rất là vui. Đây nhà hàng Thái thôi. Nhà hàng Thái ha. Quán này thì có vẻ không có khách cho lắm. Đồng giá 249.000 dành cho 2 đến 4 người. Đây thì barbecue quý vị. Barbecue Hàn Quốc. Đấy, có em gái này đây mặc đồ hanbok này. Cửa hàng đồ chơi trẻ em. Khu vực cho trẻ em á quý vị. Khu vực vui chơi trẻ em. Cine World. Mình cũng không biết là trong này là có cái gì trong này nữa. Mình coi thử coi nè. Trong này như là đồ ăn cho trẻ em mà quý vị. Đấy, có giá ở trên các bạn, giá ở trên. Người ta đang xếp hàng để người ta mua đồ ăn. Đó, khá là đông quý vị ha. Để mình coi thử xem trong này người ta làm gì trong này. Ta ăn cái gì trong này ha. Đây nhìn qua cửa kính nè. Vé vào chơi trò chơi dành cho trẻ em ở trong này. Đấy, khu vui chơi của trẻ em thôi quý vị. Khu vui chơi và ăn uống của trẻ em. Đấy. Rồi, thôi mình sẽ đi qua khu vực khác. Đây là khu vực cà phê ha. Cà phê. Đây lại là một cái quán ăn nữa, món ngon này, rất là nhiều món ha, món ngon trên đĩa nóng, giảm tới 30%, combo 79.000, combo set thì 99.000, rất là nhiều luôn,
là nhiều lựa chọn cho chúng ta. Thì quý vị có thể lựa chọn những món mà quý vị thích để ăn ha. Đấy. Bò bít tết không quý vị? Bò bít tết Chicago pizza. Chicago pizza. Cowboy Jack. À, ăn tối của Mỹ hả? Nhà hàng của Mỹ hả? Đó. Đây là từ ở trên tầng 3 nhìn xuống dưới nè quý vị. Nhà thấy ghê không? Đấy. Quý vị thấy là càng lúc á, là người ta càng đi vào trong này càng đông ha, rất là nhiều luôn, lúc đấy cũng không có bao nhiêu, bây giờ càng ngày càng đông luôn. Thì bây giờ là khoảng 7 giờ rưỡi tối thưa quý vị, 7 giờ rưỡi tối. Và người dân Biên Hòa thì người ta đang đổ xô về đây để người ta đi chơi, đa số là vào đi chơi là nhiều. Thì ở Biên Hòa có rất là nhiều những cái siêu thị cũng như là trung tâm thương mại lớn. Thì những ngày cuối tuần thế này mọi người là thường đưa gia đình, bạn bè đến đây đi chơi, ăn uống, giải trí ha. Thay vì là lựa chọn những hình thức ở bên ngoài thì vào trong này nó sạch sẽ và an toàn hơn rất là nhiều. Rồi, mình sẽ đi tiếp cái con đường này để xem là bên này còn gì nào. Rồi nhé. Đây quán ăn trưa kiểu Mỹ à, chỉ từ 49.000 thôi. Cái này thì barbecue kiểu Nhật Bản ha. Đấy, barbecue kiểu Nhật Bản có giá hết rồi quý vị, đồng giá luôn, 229.000. $229,000, $259,000, $299,000 để có loại giá luôn hả quý vị. Đủ thứ loại ẩm thực của các nước hết, Hàn Quốc, Thái Lan, Nhật Bản, muốn món gì cũng có, rất là đa dạng và sắc. À, mình quay trở lại chỗ này là lẩu băng chuyền nè. Và từ nãy giờ mình đi thì mình thấy cái quán lẩu băng chuyền này là cái quán khá là được nhiều người ưa thích và đến đây rất là đông quý vị. Đó, đa số mọi người tập trung vào trong cái quán này nhiều hơn những cái quán khác. Tại giờ quý vị thấy nè, đó, người ta đang tiến về đây rất là nhiều ha, đang tiến về Vincom rất là nhiều. Đó, mọi người đang đi thăm dò xem là nên ăn món gì, bởi vì nó có quá là nhiều món, quá là nhiều loại thực phẩm, đồ ăn trong này rất là đa dạng và phong phú. Không biết ăn cái gì luôn. À, từ bên này mình quay qua bên kia cho quý vị xem nhỉ. Đấy. Cái quán ăn uống bên kia ha. Nhất là những cái quán thịt nướng và những ngày cuối tuần này rất là đông quý vị. Thank you.
Rồi thì cái video này Phúc xin được tạm dừng tại đây ha. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nha.